nằm trong chuỗi các hoạt động thăm giao lưu tại thành phố đà nẵng chiều nay chỉ huy tàu tuần tra xe lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đến thăm và chào xã giao lãnh đạo thành phố tiếp chỉ huy tàu tuần tra xe có phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cô thị kim miến cùng đại diện bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam bộ tư lệnh quân khu 5, sở ngôi vụ thành phố đà nẵng bộ chỉ huy quân sự thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng thay mặt thủy thủ đoàn, đại tá Satoshi qua chỉ huy tàu tuần tra Sesu, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản bày tỏ rất vinh dự được thăm Việt Nam cũng như thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của tàu thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản trong năm 2023. Trong 6 ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đoàn tàu tuần tra Sesu sẽ tham quan thắng cảnh Đà Nẵng và Hội An chỉ huy tàu tuần tra xe cho rằng bên cạnh việc tổ chức giao lưu gặp gỡ với các lực lượng vũ trang thành phố đây còn là cơ hội quý cho các thủy thủ của tàu tham quan tìm hiểu văn hóa việt nam cũng như thành phố đà nẵng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến rất vui mừng được nhiều lần tiếp đón các tàu lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đến đà nẵng đồng thời bày tỏ thành phố đà nẵng sẽ tạo điều kiện tối đa cho đoàn trong hoạt động giao lưu gặp gỡ cũng như tìm hiểu văn hóa việt nam nói chung và đà nẵng nói riêng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngô thị kim yến bày tỏ hy vọng qua chuyến thăm của lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản sẽ góp phần tích cực vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước nói chung quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam nhật bản nói riêng tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ quốc tế giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới